Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và vâng hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2020. Cơ sở Đồ gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là một cỗ ngai thờ gia tiên. Cỗ ngai thờ này được làm bằng chất liệu gỗ gụ, Hàng này là hàng thửa của chúng tôi, hàng kỹ, hàng đục tay thủ công. Và của ngai thờ này là ngai thờ có kích thước là 52 x 42 và nhân 81. Đó là ba chiều, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Chiều cao là 81. Toàn bộ phần tai này chúng tôi chạm mà rồng thật. Và được làm từ chất liệu gỗ vụ, đục tay thủ công kênh bong sắc nét chúng tôi sẽ quay chi tiết lại một lượt cho tất cả quý khách hàng cùng theo dõi và tham khảo các cái mẫu sản phẩm ngai thờ mà cơ sở đồ gỗ Hiền lành đã làm nên trong thời gian qua. Bên cạnh các cái sản phẩm gỗ vụ, chúng tôi còn rất nhiều các cái cỗ ngai thờ bằng gỗ mít, gỗ rổi. Tùy theo các cái giá thành, chúng tôi có hàng kỹ, hàng vừa. Chúng tôi sẽ ghi các cái video ngai thờ gỗ mít ở cuối video cho quý khách tham khảo thêm và trong video này chúng tôi giới thiệu là cỗ ngay thờ bằng chất liệu gỗ gụ và sau đó thì chúng tôi sẽ sơn son thép vàng để bàn giao cho quý khách ở thanh hóa quý khách đã đặt hàng chúng tôi từ rất lâu rồi tôi sẽ quay kỹ từ phần dưới đế phần chân chân quỳ dạ cá dạ cá chúng tôi đục đầu hồ phủ phần cổ chúng tôi chạm long hóa trong clip trước chúng tôi cũng giới thiệu rất nhiều các cái mẫu ngai thờ bằng chất liệu gỗ mít chất liệu gỗ mít ta khi quay hàng mộc thì có cái màu rất là vàng và liên quan tới đồ thờ cúng thì chúng tôi làm chủ yếu chất liệu gỗ gụ và gỗ mít ta là nhiều nhất chiếm tới 90% gỗ rồi thì chúng tôi rất ít khi làm vì độ co ngót của nó rất là cao đây là phần dạ tiền của cỗ ngai thờ một thước có kích thước là dài 52, rộng 42 và cao 81. Bên trên phần cổ chúng tôi chạm vào rồng trầu mặt nguyệt. Phần mặt chúng tôi có nong khung. Ván chúng tôi làm dày 2 phân. Bên trên chúng tôi chạm vào tai rồng thật. Quý khách nào có nhu cầu về đồ thờ cúng bằng gỗ, các cái sản phẩm ngai thờ, khám thờ, hãy liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh qua hai số hotline 0986. 0985 hoặc 0985 226684 Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm Quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm các cái sản phẩm như cửa võng Bàn thờ gia tiên Bài vị Và sập thờ hoành phi câu đối Rất nhiều Chúng tôi có ghim các cái link mô tả ở phía dưới Quý khách có thể đọc Quý khách nào có thắc mắc hãy bình luận ở phía dưới video này, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của quý vị về các cái sản phẩm ngai thờ. Nhiều người hỏi là nên chọn ngai thờ gỗ vụ hay gỗ mít thì chúng tôi cũng tư vấn là tùy theo các cái giá thành cũng như là túi tiền. Thì chúng ta có thể làm chất liệu gỗ vụ hay gỗ mít. Hai chất liệu gỗ này đều bền. Sơn son thép vàng lên thì trông là như nhau và nếu gỗ mít ta là màu thì nó là màu vàng còn gỗ gụ thì là màu sáng gỗ mít ta là màu rất là vàng chúng tôi làm hai chất liệu gỗ này chiếm tới 90 trên thị trường đồ gỗ chúng tôi rất ít khi làm gỗ rồi đây là mẫu mã sản phẩm gỗ ngai thờ một thước quý khách hãy xem kỹ các cái video các cái đường nét của cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh làm nên. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu thêm.